các cái setting này. Đấy, các cái setting thì vừa rồi mình cũng hướng dẫn anh chị em rồi, một số cái setting cơ bản này. Đó, ví dụ cái private mode thì bây giờ nó chuyển thành cái still mode này, được nhỉ? Đấy, setting này thì mình lựa chọn những cái phiên bản này, 7 phiên bản này. Ở đây là cái quality, quality tức là dạng là chất lượng hình ảnh, không phải là kích cỡ hình ảnh nhé. Kích cỡ hình ảnh thì chúng ta có cái dạng có upscale rồi, được nhỉ? Đấy. Còn đây là chất lượng hình ảnh. Chất lượng hình ảnh thì nó mang tính chất là gì ạ? Là cái độ chi tiết, độ sắc nét của hình ảnh. Đó. Thì tại sao chúng ta không chọn cái high quality? High quality thì nó sao ạ? Nó tốn nhiều hơn cái giá. Ví dụ như là phiên bản miễn phí thì có 25 cái credit, thì mỗi một câu lệnh hết một một credit, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái high quality thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ dùng hai cái credit. Đó. Và để sử dụng cái quality này thì một là chúng ta vào phần setting, chúng ta chọn. Đấy, giống như Huy là Huy toàn chọn là gì ạ? Là high quality thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình được dùng gọi là không giới hạn mà. Cho nên làm sao mình phải xoắn, đúng không ạ? Đó. Đấy, tuy nhiên thì khi mà dùng high quality thì nó có một cái điểm đó là tốc độ nó sẽ chậm hơn. Thực ra là mình cũng chấp nhận, mình đã quen cái đấy rồi, nhưng mà cũng chấp nhận được. Đấy nhỉ? Mình gọi nó bằng cách là gì ạ? Cách cách quy sược 1 hoặc là quy sược 2. Được chưa ạ? Đó. Thì khi mà mình cài đặt ở trong cái phần setting ấy, thì nó sẽ mặc định, nó sẽ đưa vào cho mình. Anh chị em để ý này. Ví dụ như thằng này nhé. Khi mình gửi vào câu lệnh này thì nó mặc định cho mình là gì ạ? Q2 này. Và mặc định là up beta này. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì khi mình setup ấy, là mình đã chọn sẵn rồi. Khi mình nhấn vào setup thì mình đã chọn sẵn rồi. Cho nên là gì ạ? Khi mà đưa câu lệnh vào thì ngay tức đây mình chọn high quality là vào beta upscale này, cho nên khi mình đưa câu lệnh vào thì mặc định nó sẽ nhảy ra hai cái này đấy, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là style. Style nó có style low, style mid, style high và style very high. Cái thông số cách điệu này để làm gì ạ? Đấy, kiểu thấp thì style nó bằng 50, trung bình là 100, kiểu cao thì 250, rất cao là 750. Đấy. Thì cái style này cái style này nó là cái để mà mình tạo ra những cái hiệu ứng này, tạo ra sự mới lạ này, sự độc đáo này cho bức ảnh này. Nếu mà để style thấp ấy thì nó sẽ gần với cái yêu cầu của mình nhất. Nó sẽ tuân thủ đúng cái hướng dẫn của mình. Còn để style mà cao hoặc rất cao ấy, thì làm sao ạ? Thì nó sẽ sáng tạo, nó sẽ bay bổng, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đưa vào đấy những cái chi tiết mà nó tự nghĩ ra, nó tự lựa chọn, đúng không ạ? Đấy, nó giống như kiểu nghệ sĩ ấy, nó đưa cái phá cách vào, đưa kiểu nghệ sĩ vào, được chưa ạ? Đấy, thì đấy là cái style. Đấy, ví dụ mình đưa vào một cái hình ảnh mẫu mà mình muốn nó làm sao cho giống hình mẫu nhất thì mình để cái style thấp, được chưa ạ? Đấy, còn nếu như mà mình muốn cái nó phá cách lên thì mình để style cao lên. Được chưa ạ? Mấy cái upscale này thì mình học rồi, public với still mode thì học rồi, remix thì chế độ phối lại thì học rồi, fast với cả relax thì học rồi. Được chưa ạ? Đó. Cái tùy chỉnh này, cái prefer option này thì lúc nãy Huy cũng có hướng dẫn rồi. Đây là cách để mà mình gì ạ? Mình gọi ra cái câu lệnh của mình từ một câu lệnh dài biến thành câu lệnh ngắn. Đấy, thay vì là mình phải đây ví dụ như này nhá, cái câu lệnh ngắn của mình là mai thì nó là gì ạ? Những cái hậu tố là HD này, tức là upscale kiểu HD này, AR nên là gì ạ? Nó tỷ lệ khung hình đấy nhá, là 47. Mai 2 thì nó lại khác, mai 3 nó lại khác, tức là mình không cần phải nhớ cái này nữa, mình chỉ cần nhớ cái tên này thôi, mình đưa cái tên này vào thế là được. Và để đưa vào thì mình làm như nào ạ? Đấy, để đưa vào thì mình chỉ việc là gì ạ? Gạch gạch mai. Đấy, mình chỉ đưa vào gạch gạch mai. Thế là gì ạ? Thế là nó sẽ tự động nó đưa vào. Nó tương đương với cả cái câu lệnh mà dài dài như này. Mình đỡ phải viết lại, tiết kiệm thời gian anh chị. Đấy. Ok không ạ? Rồi. Đấy là những cái setting nha.